Right. Thưa cha, con tin Thiên Chúa toàn năng, toàn trí là đấng giàu lòng sốt thương. Ngài làm chủ tất cả mọi sự, điều thiện và điều ác. Vậy Thiên Chúa vẫn để điều dữ xảy ra cho mỗi người và cho cả nhân loại. Thì Thiên Chúa làm sao toàn thiện? Xin cha giải thích cách okay. chấp nhận đau khổ giúp cho con thấm thúy được okay. tình thương của Chúa đối với con. Rồi, thưa cha, chúng con có trình độ 10 câu. Vâng, nhá, chúng tôi cho cố gắng. Trước để cho dùng uh, nếu mà tôi giờ... trả lời trễ quá thì tối nay ai cho tôi ở okay ké nha <laughs> trước hết là thiên chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ hả toàn thiện toàn thức và, và toàn năng ngài làm được mọi sự toàn năng ngài toàn thức ngài biết hết mọi sự và toàn thiện ngài là một đấng tốt rồi cái câu hỏi đặt ra là nếu trường hợp thiên chúa là một đấng toàn thiện thì tại sao có sự ác tại sao có sự ác xảy ra như vậy có phải ngài tạo dựng sự ác không có phải ngài tạo dựng sự giữ không bởi vì nếu ngài tạo dựng sự giữ ngài không thể nào là toàn thiện được trong giáo lý công giáo dạy cho chúng ta biết thiên chúa không bao giờ tạo dựng sự giữ không mỗi một khi ngài tạo dựng cái gì xong thì ngài nói đó là ngày thứ nhất rồi đó là ngày thứ hai và tất cả những gì ngài tạo dựng ngài đều nói việc nó tốt vì thế thiên Chúa chỉ tạo dựng việc tốt mà thôi. Vậy thì từ sự dữ ở đâu mà có? Thưa sự dữ cứ theo định nghĩa thần học mà Thánh Augustino để lại, sự dữ là do cái vắng bóng của sự thiện. The absence of the goodness. Khi chúng ta không làm việc thiện, khi chúng ta vắng bóng sự thiện thì sự dữ len lỏi vào. Vì thế thiên Chúa không dạy không tạo sự dữ chúng ta dạy cho con cái tôi nói với chị đi ra ngoài đường gặp người lớn thì nói là chào ông chào bà nhé gặp đứa nhỏ thì nhớ là thương yêu nó nhé thấy của ai rơi thì đưa trả lại đừng có ăn cắp nhé đó là những việc mình cần phải làm và đó là điều tốt nhưng khi chúng ta không thi hành những việc tốt thì tự nhiên những cái khi chúng ta làm ngược lại tức là vắng bóng của sự thiện thì sự ác nó tràn vào Thiên Chúa không tạo dựng sự dữ Nhưng khi chúng ta không làm điều thiện Thì chính khi vắng bóng của sự thiện Tức là cái absence đó, Vắng bóng của sự thiện Thì sự ác tràn vào thế gian Vì thế đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa Là tại sao mà Thiên Chúa tạo dựng sự dữ Thưa Ngài không có tạo dựng sự dữ Ngài tạo dựng sự thiện Mà chính chúng ta không thực hiện sự thiện Cho nên cái khoảng trống đó nó được bù vào Bằng sự vắng bóng của sự thiện Cho nên đó là sự ác Rồi con người đối xử với nhau cũng y như vậy thôi cũng trong câu hỏi đó thêm một phần nữa Nếu như vậy thì làm thế nào chúng ta hiểu được Có những cái ác chung quanh xảy ra Có những đau khổ Thì cái câu này nó cần một cái câu trả lời khá dài hơn Tôi chỉ muốn trả lời về vấn đề thần học dễ hiểu thôi Tại sao có sự ác ở trên đời Câu trả lời là Tôi không biết Và đây là câu trả lời chính thức của giáo hội Trong về của tôi bởi vì không phải là giáo hội biết tất cả mọi sự đâu Có những điều giáo hội không biết Và một trong những điều không biết này đó là Mình không biết tại sao Mà một đứa nhỏ mới có 2-3 tháng Tự nhiên nằm đây đã nó rớt xuống chết Một sự dữ nó xảy ra cho gia đình Người trẻ dễ thương Tự nhiên vậy bị ung thư chết những cái đứa mà nó ác ôn mình còn cắt nghĩa được đây là những cái chuyện không xảy ra cho nên tất cả những cái này nó nằm trong cái bí ẩn của thiên chúa và chỉ có thiên chúa làm chủ mà thôi nhưng giáo hội bắt chúng ta phải tin bắt chúng ta phải tin một điều mà các triết gia của hy lạp ở trong đó epicurus là một trong những triết gia đã từng nói nếu chúng ta tin ba điều này thì chúng ta là những con người điên chúng ta tin ba điều như thế này một đó là Thiên Chúa là đấng toàn thiện Ngài là người rất tốt Ngài luôn luôn tốt yêu thương mọi người Thứ hai Cái bàn thờ này là Thiên Chúa toàn thức Tức là Ngài biết mọi sự Cái gì Ngài cũng biết hết Và cái thứ ba cái bàn đỏ đỏ này Là Thiên Chúa toàn năng Là Ngài làm cái gì cũng được Vậy thì tại sao tự nhiên có một đứa nhỏ Tự nhiên động đất chết mấy chục ngàn người Ở bên Ở bên ở bên Thổ Nhĩ Kỳ như vậy thì Epicurus cắt nghĩa như thế này Sở dĩ mà có động đất là bởi vì dễ hiểu lắm Là bởi vì đây là một ông thiên chúa Ông làm được mọi sự cho nên ông có thể ngăn được động đất Ông làm được Ông biết được mọi sự cho nên ông có thể Đây là ông làm được rồi bây giờ ông biết Ông biết trước ngày đó tháng đó là sẽ có động đất Nhưng ông không có tốt Vì ông không tốt cho nên ông để cho nó xảy ra cho người ta chết cho chơi vậy đó hay là cái ông Thiên Chúa này ông rất là tốt Ông rất là tốt, ông thương người lắm Và ông toàn thức, ông biết trước ngày đó, tháng đó, giờ đó Là sẽ có động đất Chỉ có cái, ông không ngăn được Bởi vì ông không toàn năng Hay là, ông toàn năng, ông làm được mọi sự Ông rất là tốt Chỉ có cái, ông không biết giờ nào nó xảy ra Như vậy là ông không toàn thức Có nghĩa là trong triết lý Hy Lạp nó chỉ chấp nhận được hai trong ba cái và không bao giờ có ba cái. Nhưng cho dễ hiểu trong lớp học này. Giáo hội công giáo bắt chúng ta phải tin Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, toàn thức và toàn năng. Còn những gì bí ẩn nằm sau đó, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta biết ngày chúng ta lên trên kia.